Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một ngày giữa tháng 11 năm 2024. Bây giờ là 20 giờ và chúng ta đang có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, thuộc địa phận quận nhất Sài Gòn. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị cùng em chúng ta cùng đi dạo quanh các con đường khu vực trung tâm quận nhất nhé. Trước màn hình quý vị có cái chung cư này, quý vị nhìn lên nhìn vui ha. Mỗi ô sáng đèn là một cái cửa hàng, một cái tiệm khác nhau. Kế bên là tòa nhà tham quan của bà Trương Mỹ Lan. Tòa nhà này cách đây 3 năm, vào năm 2021 thì được định giá lên tới 60.000 tỷ đồng. Gần đây nhất là họ định giá lên tới 70.000 tỷ quý vị. Nhà đất ở Sài Gòn mình có giá mà cao kinh khủng, cao mà không thể tưởng tượng được luôn quý vị. Thu nhập bình quân một người ở Sài Gòn thuộc dạng là cao nhất cả nước rồi. Nhưng mà bình quân mỗi người thu nhập chỉ từ 9 cho đến 10 triệu đồng một người một tháng thôi. Nhưng mà giá nhà đất cho thuê mướn mặt bằng rồi mua bán nhà ở Sài Gòn mình rất là cao. Giá nhà đất cao nhất cả nước có thể kể đến là đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Huệ. Trên một tờ tạp chí về bất động sản ở Mỹ, họ xếp hạng đường Đồng Khởi ở Sài Gòn lọt vào top nhóm mặt bằng cho thuê đắt nhất thế giới. Vào năm 2024 thì đường Đồng Khởi ở Sài Gòn được xếp lên hạng thứ 14, còn đường Tràng Tiền ở Hà Nội thì đứng thứ 18 trong khu vực. Tại thời điểm này, cuối năm 2024, 1 m² trên đường Đồng Khởi họ cho thuê với giá là 330 USD trên 1 m² một tháng, tức là khoảng 8 triệu đồng trên 1 m² một tháng quý vị. Đây là góc giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và đường Mạc Thị Bưởi. Tối nay, mời quý vị cùng em chúng ta cùng dạo bộ trên đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi để xem vì sao giá nhà đất ở trên hai con đường này được xếp vào loại cao nhất cả nước và đứng thứ 14 trên thế giới. Mời quý vị cùng em chúng ta cùng tham khảo giá trên một sàn giao dịch bất động sản lớn nhất ở Việt Nam mình, xem những cái mặt bằng ở trên đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi họ cho thuê và bán với giá như thế nào nhé. Một mặt bằng 2 mặt tiền ở góc Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế với diện tích là 450 m² thì giá cho thuê là 300 triệu đồng một tháng. Một mặt bằng khác cũng trên đường Nguyễn Huệ với diện tích là 92 m², giá cho thuê là 120 triệu đồng một tháng. Cũng trên đường Nguyễn Huệ với diện tích là 120 m², giá cho thuê là 200 triệu đồng một tháng. Một mặt bằng khác 486 m², giá cho thuê là 500 triệu đồng một tháng. Giá cho thuê thì cao như vậy, còn giá bán thì sao? Một ngôi nhà trên đường Nguyễn Huệ nằm ở góc 2 mặt tiền, chiều ngang 20, chiều dài 23 m, nhà 5 tầng, diện tích là 463 m², đang cho thuê với giá 2 tỷ một tháng và họ cũng rao bán với giá là 1.852 tỷ đồng. Một ngôi nhà khác cũng góc 2 mặt tiền trên đường Nguyễn Huệ, chiều ngang 18, chiều dài 24, tổng diện tích là 463 m², giá rao bán là 1.800 tỷ đồng. Một ngôi nhà khác cũng trên đường Nguyễn Huệ, ngang 4 m 3, chiều dài 24 m, nhà 4 tầng, giá rao bán là 175 tỷ đồng.
phía trước là góc đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Thiệp. Giá thuê mặt bằng ở đây rất là cao. Em để cho quý vị coi giá bán những ly nước uống rồi đồ ăn ở đây như thế nào nhé. Giá đồ ăn ở trong nhà hàng này dao động từ 100 cho đến 300 ngàn đồng. Phở, miếng gà rồi bún riêu là 78 ngàn một tô. Đây là một cái thương hiệu cà phê của người Việt ở Mỹ đúng không ạ? Này họ có một cái cửa hàng ở ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trà sữa, sinh tố, rồi các loại nước uống mà không có chỗ ngồi lại mà chỉ bán để sách mang đi thì nó rẻ Việt. Nó tầm dao động từ 40 cho đến 50 ngàn đồng một ly. Loại đồ ăn đường phố ở đây họ bán giá cũng được quý vị, tại vì họ chỉ thuê cái mặt bằng để cái xe nhỏ bán buổi tối trong vòng vài tiếng thôi. Giá mặt bằng cao vậy nhưng mà chỉ có buôn bán nhỏ lẻ thôi, chứ mà những chỗ mà hơi sang trọng một chút xíu giá bán cao một chút á thì lại vắng khách. Những cái thương hiệu lớn thì họ thuê mặt bằng ở trên những con đường này để mà họ làm thương hiệu thôi, chứ mà bán ra một ly cà phê hay một cái dĩa thức ăn thì cũng không có đủ để mà trả tiền mặt bằng nữa. Góc đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi là bồng binh cây liễu. Khách sạn Red, ở giữa là tòa đô chánh Sài Gòn. Kế bên là thương xá Eden, nay đã là tòa nhà Dương Nhìn Que của bà Trương Mỹ Lan. Nguyên một cái tòa nhà lớn vậy mà chỉ có vài cái nhãn hàng ở phía tầng dưới thôi vậy, còn ở trên tắt đèn đó thôi. Em đi dọc đường Lê Lợi để tới đường Đồng Khởi mời quý vị xem. Đây là lối vào cho tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nè. Không biết khi nào mới chính thức đi vào vận hành, nhưng mà đã có giá vé rồi vị. Giá thấp nhất là 7.000 đồng, cao nhất là 20.000 đồng. Cho những người không dùng tiền mặt thì giá vé là 6.000 đồng, cao nhất là 19.000 đồng. Còn giá vé theo thời gian, tức là vé mua theo ngày, vị là 40.000 đồng một người một ngày, không giới hạn số lần đi lại. Nếu mua vé tháng là 300.000 đồng một người một tháng, cũng không giới hạn số lần đi lại luôn. Còn dành cho học sinh sinh viên là 150.000 đồng một người một tháng. Nếu mà mua vé tháng thì cũng rẻ vì 300.000 đồng cho người đi làm. Còn học sinh sinh viên thì chỉ có 150.000 đồng một người một tháng thôi. Giá vé thì có rồi, nhưng mà cũng chưa biết khi nào mới được bước chân vào tuyến metro. Bà con mình cũng chờ đợi tuyến metro này hơn 10 năm rồi. Đây là góc giao nhau giữa đường Lê Lợi và Đồng Khởi, xưa là đường Tự Do.
Mời quý vị cùng em, chúng ta tiếp tục dạo bộ trên đường Đồng Khởi để cập nhật giá nhà đất trên con đường này cho quý vị nha. Giá cho thuê nhà mặt tiền đường Đồng Khởi, chiều ngang 10, chiều dài 40, một trệt, diện tích sử dụng là 400 m², giá cho thuê là 120 triệu đồng một tháng. Một ngôi nhà khác, chiều ngang 5, chiều dài 20, diện tích sử dụng là 100 m², giá cho thuê là 100 triệu đồng một tháng. Mặt tiền đường Đồng Khởi, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ, có chỗ để xe 24/24, 200 m², giá cho thuê là 130 triệu đồng một tháng. Giá cho thuê cao vậy, mà quý vị nhìn thấy nè, toàn là những cái cửa hàng họ đóng cửa không. Cho thuê nhà, góc hai mặt tiền, số 131-133 Đồng Khởi, chiều ngang 9, chiều dài 26, một trệt và một lầu, diện tích sử dụng là 236 m², giá cho thuê là 500 triệu đồng một tháng. Roda là tiệm bánh có mặt ở trên góc đường này từ năm 1948, đến nay thì đã 76 năm rồi vậy, nhưng mà cũng không trụ nổi vì giá thuê mặt bằng cao quá. Cách đây mấy tháng thì họ đã trả lại mặt bằng chỗ này rồi. Bây giờ thì họ đang đăng tin để cho thuê nè, chiều ngang 9, chiều dài 26, diện tích sử dụng là 236 m², giá cho thuê là 500 triệu đồng một tháng. Từ ngày 27 tháng 5 năm 2024 sẽ chính thức ngừng hoạt động. Tiệm bánh này đã có mặt ở ngay góc đường Nguyễn Thiệp và Đồng Khởi, tức là đường Tự Do năm xưa, đến nay đã 76 năm. Nguyên một con đường luôn, quý vị thấy nè, toàn là những cái shop rồi những cái cửa hàng họ đóng cửa không. Nhiều năm mà cho thuê không được thì chủ nhà họ rao bán quý vị. Nhà mặt tiền trên đường Đồng Khởi, diện tích là 782 m², giá rao bán là 900 tỷ đồng, tương đương với 1,15 tỷ đồng trên 1 m². Một ngôi nhà khác, 6 tầng lầu, cũng trên đường Đồng Khởi, diện tích là 104 m², giá rao bán là 149 tỷ đồng, tương đương với giá 1,43 tỷ đồng trên 1 m². Một ngôi nhà khác, chiều ngang 8, chiều dài 40, diện tích là 320 m², giá rao bán là 200 tỷ đồng. Hiện tại thì họ cho thuê với giá là 1 tỷ rưỡi đồng một tháng. Phía trước là nơi giao nhau giữa đường Tự Do và đường Đông Du, xưa là đường Thái Lập Thành. Con đường mà chúng ta đang đi đây được xem là con đường xưa nhất ở Sài Gòn. Nó xuất hiện từ trước năm 1859.
Quý vị nhìn cái mặt bằng mà nhiều năm rồi không cho thuê được luôn. Giá thuê mặt bằng là 330 đô la Mỹ cho 1 mét vuông một tháng, tức là gần 8 triệu rưỡi đồng một tháng đó vị. Mà quý vị nhìn thấy nè, buôn bán rồi làm những cái cửa hàng nhỏ, họ làm cái chỗ để mà trưng bày sản phẩm thôi vị, để có thương hiệu thôi chứ còn đâu có buôn bán gì nhiều được trên con đường này đâu. Đây là góc giao nhau giữa đường Đồng Khởi, đường Tự Do năm xưa và đường Mạc Thị Bưởi. Đi thẳng đường Mạc Thị Bưởi này là ra công trường Mê Linh. Chúng ta tiếp tục dạo bộ đi hết con đường Tự Do năm xưa nha. Giá thuê mặt bằng cao quá rồi người ta buôn bán đâu được đâu, trả mặt bằng lại, trả mặt bằng thời điểm này thì khó cho thuê lắm vị, những chỗ này để trống đã nhiều năm rồi. Bên kia đường là tòa nhà tham quan của bà Trương Mỹ Lan. Tòa nhà có hai mặt tiền, một là trên đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi nè vị. Tòa nhà này đang được định giá từ 60.000 cho đến 70.000 tỷ đồng. Đi thẳng đường Hồ Hữu Nghiệp này, quý vị có thể ra được công trường Mê Linh và bến Bạch Đằng. Đường Tự Do này may mắn là những cái khách sạn từ lâu đời vẫn còn quý vị. Còn những cái cửa hàng, những cái tiệm mà mới mở ra sau này họ không có trụ nổi. Bên kia đường quý vị thấy nè, họ đóng cửa hàng loạt hết. Phía trước là góc đường Tự Do và Ngô Đức Kế.
Cái đoạn đường này còn thê thảm hơn nữa. Nguyên một dãy luôn, họ đóng cửa trả mặt bằng hết luôn em vị. Vị trí này trước kia là cái nhà hàng gì của Nhật Bản á, nay họ trả lại mặt bằng giờ làm chỗ để xe luôn. Phía trước là đường Tôn Đức Thắng, xưa là đường Cường Để. Bên kia đường Cường Để là bến Bạch Đằng. Khách sạn Majestic là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên ở Sài Gòn mình. Khách sạn này hồi xưa là do chú Hỏa xây dựng nên đúng không? Đến đây thì video cũng khá dài. Em xin phép quý vị được kết lại video ở trên con đường này. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em, thì đừng ngần ngại nhấn like, subscribe và chuông bên cạnh nhé. Có dịp thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.